Sáng nay ngày 27 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử ông Tề Trí Dũng, ông Tất Thành Cang và 18 bị cáo trong vụ tham ô, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại Sadeco. Trong vụ án, ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và 11 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Tề Trí Dũng, cựu tổng giám đốc IBC, chủ tịch hội đồng quản trị Sadeco và 6 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội tham ô tài sản. Ông Nguyễn Văn Minh bị truy tố tội tham ô tài sản. Tại tòa sáng nay, ông Tất Thành Cang, ông Tề Trí Dũng và 17 bị cáo khác có mặt. Riêng bị cáo Lương Trí Cường, cựu chuyên viên phòng tài chính, kế toán IBC, xin xét xử vắng mặt do mắc COVID-19. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bị cáo Cường đã có đầy đủ lời khai trong quá trình điều tra. Đồng thời, bị cáo này cũng có luật sư bào chữa đang tham gia phiên tòa. Xét xử vắng mặt của bị cáo không làm ảnh hưởng đến sự thật khách quan của vụ án nên Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục xét xử. Đối với sự vắng mặt của một số người liên quan, Viện Kiểm sát cũng cho rằng sự vắng mặt của những người này không làm ảnh hưởng đến toàn cục của vụ án. Nếu trong quá trình xét hỏi, xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử có thể triệu tập bổ sung. Luật sư Trương Thị Minh Thơ, bào chữa cho ông Tất Thành Cang, đề nghị triệu tập thêm người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có hội đồng định giá thường xuyên, hội đồng định giá theo vụ việc. Luật sư Trương Anh Tú, bào chữa cho bị cáo Vũ Xuân Đức, thành viên hội đồng thành viên IBC, cho rằng hội đồng xét xử chỉ triệu tập hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự là thiếu sót. Đồng thời, đề nghị giải mật một số tài liệu. Luật sư Lê Nguyên Hòa, bào chữa cho ông Tất Thành Cang, đề nghị hội đồng xét xử triệu tập ông Nguyễn Văn Kim, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Nguyễn Kim. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử cho rằng đối với kiến nghị liên quan đến việc định giá, quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã thực hiện theo trình tự luật định. Và nội dung này sẽ được hội đồng xét xử xem xét, đánh giá tại phiên tòa. Về việc triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong quá trình xét xử, hội đồng xét xử sẽ triệu tập bổ sung nếu thấy cần thiết. Đối với kiến nghị triệu tập ông Nguyễn Văn Kim, hội đồng xét xử cho rằng tòa đã triệu tập đại diện công ty Nguyễn Kim với tư cách người có quyền và quyền lợi liên quan. Nếu xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử sẽ triệu tập thêm. Về việc đề nghị đối chất giữa ông Tất Thành Cang và ông Tề Trí Dũng, hội đồng xét xử cho rằng việc đối chất sẽ được thực hiện nếu có lời khai mâu thuẫn và sẽ được đối chất tại phiên tòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 10 tháng 1 năm 2022.